Thưa quý khán giả, chúng tôi xin cập nhật thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, Việt Nam và tại Tây Ninh. Hiện tổng số ca nhiễm trên toàn cầu gần 34,1 triệu ca. Châu Á với tâm dịch lẫn độ tiếp tục dẫn đầu về số ca mắc mới và tử vong tính theo ngày. Ấn Độ hiện với hơn 6,3 triệu người mắc bệnh và ca tử vong đang tiến gần con số 100.000 ca. Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động nghiêm trọng nhất với hơn 7,4 triệu ca mắc và 210.762 ca tử vong. Tuy nhiên, hiện số ca mắc mới mỗi ngày tại Mỹ chỉ bằng khoảng một nửa so với con số này tại Ấn Độ. Brazil lỗ dịch lớn thứ ba trên thế giới với gần 4,8 triệu ca. Tại Trung Đông, Israel kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc do đại dịch COVID-19 ít nhất một tháng và nhiều khả năng thời gian phong tỏa sẽ còn lâu hơn. Tại châu Âu, trong vòng một tuần lễ, số ca lây nhiễm và số ca tử vong tăng. Trong bối cảnh đó, nhiều nước đã siết chặt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Tại Thái Lan cũng đã đề xuất gia hạn sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp thêm một tháng nhằm kiểm soát dịch. Philippines và Indonesia hiện đang là hai ổ dịch COVID-19 lớn nhất Đông Nam Á. Cả hai quốc gia này đều đã vượt xa Trung Quốc về số ca mắc và số ca tử vong do COVID-19. Như vậy, tình hình dịch bệnh COVID-19 cập nhật đến 6 giờ ngày 1 tháng 10 năm 2020 cụ thể như sau. Trên thế giới, số người nhiễm là 34.135.561 người. Số ca tử vong, 1.018.048 người. Số ca chữa khỏi, 25.399.603 người. Tại Việt Nam, số người nhiễm 1.094 người, số ca tử vong 35 người, số ca chữa khỏi 1.010 người. Còn tại Tây Ninh, số người nhiễm 7 người, số ca chữa khỏi 7 người.